Quý anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý anh chị về vận trình tử vi của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm 2024 âm lịch. Để hiểu về người tuổi Kỷ Mùi của quý anh chị, ta cần phải xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Kỷ Mùi có thiên can là Kỷ Thổ, địa chi là Mùi Thổ, do mang năng lượng thổ trong mình, nên người tuổi Kỷ Mùi là người hiền hòa, bao dung và hay làm việc thiện trong cuộc sống. Con giáp này cũng là người thích giúp đỡ người khác, đây là mẫu người rất thật thà, hiền hậu, chất phác trong cuộc sống của mình. Là người sống rất tình nghĩa, cuộc đời của con giáp này phải trải qua rất nhiều sóng gió thời tiền vận, vất vả lao đao, nghèo đói đủ đường. Trung vận tuy có chút ổn định, nhưng phải lao tâm khổ trí, hậu vận may mắn có thiên phù quan âm trợ mệnh thì mới giàu có hơn người. Bước sang năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương sinh và tương khắc. Cụ thể, bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi mạng hỏa, gặp năm Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, mà hỏa thì vừa tương sinh tương khắc với hỏa. Chính vì vậy mà trong năm công việc, sự nghiệp sẽ chịu nhiều khó khăn, vất vả, nếu không cẩn thận còn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, khó khăn. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng có những cơ hội ùn ùn kéo đến, tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, sắm xe xịn hơn, đổi đời, giàu nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa hơn người cho đến cuối cuộc đời. Vâng, quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, vốn sinh ra quý anh chị đã mang cho mình tính tình, tốt bụng, hào phóng hơn người. Vì thế mà quý anh chị đi đến đâu cũng dễ được người người yêu mến, lại sẵn cái tính thông minh, cần cù, chịu khó. Nên Kỷ Mùi luôn xác định được mục tiêu phấn đấu cho mình, nhưng dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chưa gặp thời. Chính vì vậy mà quý anh chị Kỷ Mùi vẫn còn lao tâm, khổ trí, khổ sở hơn người, nay đây mai đó. Nhiều lúc tiền còn không có trong tay, nhưng có tâm thì ắt sẽ có tầm, ông trời sẽ không quản kẻ có chí hướng vươn lên. Vì vậy, vận số mệnh của quý anh chị khi bước sang năm 2024 âm lịch có rất nhiều may mắn, thuận lợi trên phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, nhiều điểm sáng, kiếm bộn tiền về tay. Cuộc đời sung sướng từ nay đến cuối đời, tài lộc thăng hoa rực rỡ, tiền rơi trúng đầu, không có tiền tỷ thì cũng có vài trăm triệu trong tay, đổi đời giàu lên là điều hiển nhiên. Vậy, vận số của quý anh chị biến động ra sao? Bước vào năm 2024 âm lịch tới đây, quý anh chị cần phải chú ý những điều gì, làm điều gì và nên tránh điều gì? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Vận số giàu sang, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trời cho hưởng lộc lớn, trúng số liên tục, tiền đè ngạt thở, vận đỏ như son trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Xét theo tử vi vận mệnh, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thuộc mệnh hỏa tức lửa trên trời, cuộc đời không mấy hay đẹp cho lắm. Có thể đoạt được nhiều kết quả mau chóng về đường công danh, nhưng không theo đuổi công danh vì nhiều trở ngại trong cuộc sống của bạn. Về tài lộc, có nhiều khi tạo lấy cũng khó khăn, tóm lại, cuộc đời có nhiều hay đẹp về công danh. Thế nhưng lại không thuận theo trường hợp hay hoàn cảnh để thuận tiện theo đuổi, có thể vào hậu vận mới nắm chắc được sự nghiệp, tiền tài. Tuổi Kỷ Mùi, hưởng thọ trung bình từ 56 đến 65 tuổi, làm phước thì được hưởng thêm niên kỷ. Người này có tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Vì vậy những người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất giống được bạn bè yêu mến. Tuổi Kỷ Mùi thích cuộc sống tự do, độc lập, thích trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị. Tuổi trẻ của họ là những chuyến đi xa xôi, khám phá những thứ kỳ lạ xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi không ngừng học hỏi để tiếp thu cho mình những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích. Đó sẽ là những hành trang quan trọng giúp họ tự tin hơn khi bước vào đời. Dù là người có nhiều ước mơ, hoài bão, thế nhưng Kỷ Mùi không hề tham vọng tiền tài, vật chất, quyền lực trong xã hội. Phương châm sống của họ đó là làm những điều mình thích, mang lại lợi ích cho cộng đồng, cũng như người thân xung quanh. Bởi vì Kỷ Mùi dường như luôn lạc quan, yêu đời và an nhàn, không bao giờ buồn phiền vì điều gì. Vận niên tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo thầy tử vi học Phương Đông, tuổi Kỷ Mùi bước vào năm 2024, gặp vi văn niên, cẩu cuồng phong, xấu.
Vận niên cẩu cuồng phong có ý nghĩa là vận niên xấu, là hình tượng con chó gặp phải gió độc trong năm Giáp Thìn. Chủ mệnh bất lợi trong mối quan hệ có liên quan tới bạn bè, nếu lập phe nhóm thì không được lợi, sẽ gặp những điều không như ý và sinh ra nóng giận. Người tuổi này nên cư xử điềm tĩnh và khôn ngoan, chờ đợi thời cơ tốt rồi mới tiến hành công việc, còn lại giữ nguyên như cũ, không nên thay đổi công việc trong năm nay. Theo tứ trụ, tử vi năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thiên hòa, địa xung, tuổi Kỷ Mùi nam mạng năm 2024, làm ăn không được tốt, ngoài ra, trong gia đình thiếu hòa khí hoặc có chuyện buồn đưa tới. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương, ngũ hành và các sao chiếu trong năm Giáp Thìn cho thấy, tử vi tuổi Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn gặp bất lợi trong cuộc sống. Phương diện tiền bạc của người sinh năm 1979 không được như ý muốn, cũng như về tài chính không được tốt. Về công việc, dễ có sự thay đổi và gặp khó khăn, nếu bạn xuất hành đi xa thì gặp chuyện phiền muộn và thị phi đưa đến. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can, thiên can tuổi thuộc hành thổ của người tuổi này gặp thiên can của năm Giáp thuộc hành mộc, chủ về mối quan hệ tương hợp. Luận tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi cho thấy đây là năm chủ mệnh, công việc được hanh thông, nhờ được quý nhân giúp đỡ, bản thân mở mang có sự liên kết hoặc đầu tư chung với người khác. Công danh mưu cầu trong năm này cũng vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, khi xét về mối quan hệ ngũ hành thiên can của năm Giáp Thìn với người tuổi này là tương khắc, nên sức khỏe của chủ mệnh dự báo không được tốt. Xét về địa chi, địa chi tuổi này là Mùi, gặp địa chi của năm 2024 là Thìn, chủ về tứ hành xung. Công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi được bệnh. Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng, biết công việc dự báo sẽ có sự thay đổi. Ngũ hành địa chi mệnh thổ của tuổi Mùi gặp địa chi Thìn cũng hành thổ là vượng thổ, theo đó công việc của chủ mệnh trong năm càng thêm phần bất lợi. Xét về ngũ hành, xem tử vi người sinh năm 1979 trong năm Giáp Thìn 2024 cho thấy người sinh năm này ngũ hành bản mệnh thuộc hỏa, gặp năm ngũ hành năm 2024 thuộc hỏa, có mối quan hệ chủ về tương hợp, tốt. Năm Giáp Thìn 2024, người sinh năm này có thể có sự hồn hạp hoặc liên kết công việc với những người xung quanh hoặc bạn bè anh em. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay, sức khỏe của những người tuổi này tương đối tốt. Các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Xét về cung phi, những người sinh năm này, cung phi là chấn, ngũ hành thuộc mộc, gặp cung phi năm Giáp Thìn cũng là chấn, ngũ hành thuộc mộc là phục vị. Theo đó, trong năm Giáp Thìn, chủ mệnh tuổi này, công việc cơ bản không có sự thay đổi hay biến động lớn, hơn nữa nếu tiến hành thay đổi các công việc trong năm thường khó được như ý muốn. Chuyên gia xem tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng, về ngũ hành cung phi của năm và của tuổi này đều là mộc, dẫn tới mọi việc bình thường, tiền bạc tuy có nhưng không được dư dôi, tạm đủ cho chi tiêu. Tiếp bước năm 2023 đến năm 2024 này, hứa hẹn cũng sẽ là một năm khá ổn định hơn nữa so với năm cũ, với đương số khi được tam hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh. Mọi mặt cuộc sống đều có những bước chuyển biến đáng kể, bạn hãy mạnh dạn và nắm bắt cơ hội để vươn lên. Trong công việc, bạn duy trì được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp nên công việc tiến triển thuận lợi. Nhiều mục tiêu của bạn đặt ra ở đầu năm sẽ được hoàn thành đúng kế hoạch vào cuối năm, đem lại nhiều niềm tin và động lực hơn nữa trong tương lai. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ ràng năng lực của bạn tới đâu, đó là lý do. Mùi chỉ cần chú tâm và cố gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Tuy nhiên, mệnh chủ năm này cần thật sự cẩn trọng với các quyết định đầu tư, hùn hạp làm ăn, dẫu rằng sự tương trợ từ những mối quan hệ xung quanh sẽ giúp ích rất nhiều cho quý tuổi trong năm nay. Song bản mệnh cần tránh quá chủ quan trước lời ngon, tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự tin tưởng. Về phương diện tình duyên, gia đạo, năm nay rất là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh trước những thử thách của cuộc đời, thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên các thành viên sẽ giúp mệnh chủ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bản mệnh càng xông xáo có sự chủ động trong mọi việc,
Dám thử sức với các lĩnh vực mới và với giới hạn của bản thân mình thì càng dễ thu được lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Về mặt sức khỏe, cả tinh thần và thể chất đều giữ mức cân bằng, giúp đương số duy trì thể trạng tốt, ít đau ốm, nếu có bệnh cũng gặp thầy, gặp thuốc yên tâm chữa bệnh, ắt bệnh tật thuyên giảm. Sao hạn tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh, tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi nam mạng, gặp sao La Hầu là một kim tinh. Tử vi tuổi 1979 nam mạng, trong năm Giáp Thìn, có sao La Hầu chiếu mệnh, nên cuộc sống chủ về nhiều bất lợi, không được gặp nhiều may mắn về pháp luật, có thể xảy ra tranh cãi, bệnh về mắt hoặc hao tốn tiền bạc. Bên cạnh đó, chú ý muộn phiền hoặc chuyện thị phi. Người mệnh mộc cẩn thận hơn so với các mệnh khác ở tháng 1, tháng 7 âm lịch, thì đây là sao chiếu thua kim. Sao hạn tử vi, tuổi Kỷ Mùi năm 2024 nam mạng, đó là sao hạn tam kheo, là một tiểu hạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mạng, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn, có hạn tam kheo chiếu mệnh, nên cần lưu tâm về vấn đề sức khỏe trong năm 2024. Năm này chủ mệnh dễ bị bệnh về mắt như mỏi mắt hay mờ mắt, các bệnh phong thấp hay xương khớp cũng nên chú ý đi lại cẩn thận. Sao chiếu mệnh, tử vi năm 2024, tuổi Kỷ Mùi, nữ mạng, gặp sao Kế Đô, là một thổ tinh. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi nữ mạng, sinh năm 1979, trong năm 2024, đó là sao Kế Đô. Đây là một hung tin dự báo về năm đưa tới nhiều bất lợi về sức khỏe, gia đạo không được yên ổn, thị phi. Tuy nhiên, người nữ tuổi này nếu mang thai trong năm này thì có được điều may hên, vợ chồng cũng đón nhận được nhiều may mắn. Còn không mang thai chủ mệnh có thể gặp trở ngại cũng như bất lợi về công việc, cuộc sống. Tháng chủ mệnh cần lưu tâm là tháng 3 và tháng 9. Vận hạn tử vi tuổi Kỷ Mùi, năm 2024 nữ mạng, gặp sao hạn thiên tinh, là một đại hạn. Tử vi nữ mạng sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn, gặp hạn thiên tinh, đề phòng trong năm chứng ngộ độc. Khi ra ngoài làm việc gì cũng nên cẩn thận, chú ý vướng phải những tay bay vạ gió hoặc bất lợi cho công việc đưa tới. Sức khỏe của người này nên lưu tâm, đặc biệt nếu nữ mạng mang thai thì nên lưu ý và có thể ốm đau. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Kỷ Mùi sẽ ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm, bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng từ cấp dưới, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới cũng như tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn vốn là người có tài. Song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Trong năm thận trọng khi hùn hạp làm ăn cùng người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Nhất là khi trong năm dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể sẽ khiến bạn có thế lực ngầm cản trở, ngăn cản, bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tử vi tuổi Mùi năm 2024 có nhiều điểm sáng về cả tài lộc, con đường làm giàu của người tuổi Kỷ Mùi trở nên cực kỳ hanh thông. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ qua quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp, nhờ vậy mà cuối cùng mọi việc cũng đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.
Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng những khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý, làm gì thì đương số cũng cần suy tính cẩn trọng, tránh chủ quan, khinh suất mà tiền vừa vào túi chưa nóng tay. Đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ tiền. Bên cạnh đó, bạn là người vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học thêm cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Con giáp tuổi Kỷ Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm nay, dù còn độc thân hay đã lập gia đình. Cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần, được tận hưởng hạnh phúc. Với người còn độc thân, bạn sẽ dễ dàng gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng gặp người phù hợp với bản thân mình. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau, nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể, hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình của mình. Tuy nhiên, đào hoa vượng có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những cái thứ ba có thể chen chân, do đó nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có, thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay, có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Trong năm có cách cục tốt, lại thêm nhiều cát tinh hỗ trợ, sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi khá tốt, hầu như không gặp vấn đề nào nghiêm trọng, có đau ốm cũng mau lành, do gặp thầy, gặp thuốc, có điều cần lưu ý tác động của hung tinh khiến bệnh cũ dễ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm tới dao kéo, nhưng yên tâm kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Dù ở độ tuổi nào, bản mệnh cũng nên chú ý tới việc rèn luyện thân thể, hãy lựa chọn hình thức thể dục, thể thao phù hợp với khả năng của bản thân. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn, mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Bên cạnh đó, đương số có điểm báo họa huyết quang do vật nhọn đem đến, đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương, đi xa cẩn thận đường sông nước, kẻo gặp họa đuối nước. Quý vị thân mến, cùng trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vì vậy vận trình của quý anh chị tuổi Kỷ Mùi cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng trong năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tháng đầu tiên của năm mới 2024 trôi qua khá yên bình đối với người tuổi Kỷ Mùi. Có thể lãnh đạo sẽ giao cho bạn một vài công việc khiến bạn cảm thấy áp lực. Song cũng nhờ đó mà bạn được bồi dưỡng thêm năng lực, học hỏi thêm nhiều điều hữu ích. Bạn đừng quá phụ thuộc vào vận may hay sự giúp đỡ của người khác. Vì quan trọng nhất vẫn là bạn phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Hơn nữa, khi bạn tự mình giải quyết các khó khăn, thì bạn mới thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tháng này cho thấy, những sai lầm cũ vẫn có thể lặp lại khi con giáp tuổi Mùi không chịu rút kinh nghiệm. Lúc này bạn chẳng oan thán được ai, thì mọi lỗi lầm đều do chính mình gây ra. Tình hình tài chính chưa có nhiều biến động tích cực, nên tốt nhất bạn nên chi tiêu hợp lý, không nên sa đà vào những hoạt động vui chơi, giải trí hoặc mua sắm trúng thưởng. Phương diện tình cảm, người độc thân có thể gặp được đối tượng khá triển vọng, bạn và đối phương có nhiều quan điểm trùng hợp, thế nên dễ nói chuyện với nhau lâu dài. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 là thời điểm thích hợp để tuổi Kỷ Mùi bắt tay hợp tác với các đối tác, khách hàng phù hợp. Nếu đã tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin, bạn nên tự tin dấn thân để nắm bắt các cơ hội làm ăn, phát triển thuộc về mình. Phương diện sự nghiệp đem đến cho con giáp này khá nhiều thách thức và áp lực, song bản mệnh đừng vì thế mà chùn bước. Hãy tin tưởng vào bản thân để có thể thử sức, đồng thời xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.
Xem tử vi về tài lộc, cơ hội kiếm tiền của con giáp tuổi Kỷ Mùi, tháng này đang rộng mở nên rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh của bạn, nhất là đối với những ai đang kinh doanh online. Thậm chí những ai đang kinh doanh truyền thống dần chuyển sang online cũng có lợi hơn trước rất nhiều. Bạn càng biết cách thích nghi thì càng tạo ra được nhiều nguồn lợi nhuận. Về phương diện sức khỏe, nếu duy trì được thói quen thể dục, thể thao lành mạnh thì con giáp tuổi Kỷ Mùi mới tránh được những rắc rối có liên quan tới sức khỏe trong tháng này. Vì thế, chỉ cần bạn lơ là một chút là sẽ thấy ngay những biểu hiện của sự mệt mỏi, uể oải của cơ thể kéo đến. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Một vài cơ hội có thể xuất hiện trước mắt bản mệnh trong tháng 3 này, tuy nhiên, bạn không phải là người chiếm quá nhiều ưu thế. Tốt nhất con giáp này nên hành sự thận trọng, hạn chế cạnh tranh, mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với người khác. Muốn đạt được bước phát triển lớn lao trong tháng này, bạn cần phải cởi mở hơn trong tư duy, đừng bó buộc bản thân trong những điều đã biết. Hãy lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người sẽ giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn về các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Khi gặp phải căng thẳng trong công việc, bạn nên chia sẻ tâm sự với mọi người, đặc biệt là người thân của mình. Bạn hoàn toàn có thể tìm được lời cổ vũ, động viên khi quay trở về nhà, bởi người nhà chính là nguồn động lực của bạn. Tháng này, vận trình tình duyên của người tuổi Kỷ Mùi khá phong phú, thậm chí là phức tạp nếu bản mệnh không có ý định rõ ràng trong mối quan hệ. Mỗi lần định dứt khoát với ai đó, bạn lại sợ làm người ta tổn thương, cho nên cứ vướng vào những chuyện không đâu. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người tuổi Kỷ Mùi không thực sự thuận lợi. Trong năm 2024, bạn gặp phải một vài kẻ tiểu nhân nhăm nhe, tìm cách phá hoại công sức của mình. Khuyên con giáp này chớ nên tin người quá dễ dàng, làm gì cũng cần bình tĩnh suy xét, kiểm chứng thông tin. Phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển quá rõ ràng, song bạn có thể an tâm rằng mình luôn đủ ăn, đủ tiêu, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình thì bạn không thiếu tiền lương, tiền thưởng. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể bắt đầu xúc tiến kế hoạch của mình đã đặt ra từ trước, tuy có thể bạn chưa nhận được lợi nhuận ngay lập tức, nhưng tương lai thì rất đáng mong chờ, bạn có thể mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh của mình, nhưng lợi nhuận chưa chắc đã thu được nhanh chóng như bạn nghĩ. Hãy cứ bình tĩnh chậm mà chắc, chỉ cần bây giờ bạn bỏ công, bỏ sức ra làm việc, thì tương lai ắt sẽ gặt hái thành quả như mong muốn. Chuyện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi, vợ chồng bạn có thể lớn tiếng với nhau vì những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có. Người độc thân thì không nên đến với ai đó quá vội vàng, có thể đối phương chỉ đang dùng lời ngon, tiếng ngọt lừa gạt bạn mà thôi. Tình hình sức khỏe, nhìn chung là tốt trong tháng này, người tuổi Kỷ Mùi nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học, cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực để đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống, tiến được những bước cao hơn, xa hơn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 5 thuận lợi cho những ai có ý định thi cử, ứng tuyển vào các vị trí mới, bạn chỉ cần bình tĩnh ôn luyện và phát huy khả năng của mình. Chắc chắn sẽ gây ấn tượng tốt cho ban giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng. Do có quý nhân trợ giúp nên chuyện kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn, cho dù con giáp này vẫn phải cạnh tranh với đối thủ. Song đó là cạnh tranh lành mạnh, thậm chí thông qua ấy, đôi bên có thể phát huy được năng lực của mình và thêm thấu hiểu đối phương hơn. Tiếc rằng, ngũ hành tương hình đem tới những tác động không mong muốn trong chuyện tình duyên cho bản mệnh, bạn và người ấy có thể đang tồn tại những khúc mắc khó có thể giải quyết. Với người vẫn còn độc thân, dường như bạn đang dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, nên không còn thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương. Thời điểm này bạn muốn phát triển sự nghiệp hơn là dành mối quan tâm cho một ai đó. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Mùi làm công ăn lương gặp được nhiều cơ hội phát triển bản thân, thăng quan, tiến chức trong tháng 6 này. Bạn không nên từ chối những cơ hội đã xuất hiện trước mắt, có thể bạn sẽ phải vất vả hơn một chút, song bạn sẽ gặt hái được trái ngọt trong tương lai. Nếu không ngại nhận thêm nhiệm vụ mới, sẵn sàng làm ngoài giờ, thì bạn còn có cơ hội nhận được thêm các khoản thưởng nóng hoặc phụ cấp. Nếu muốn tiếp tục cải thiện cuộc sống của mình và sắp xếp được thời gian hợp lý, bạn có thể nhận các công việc làm thêm. Không ngần ngại bỏ công sức, thì bạn ắt nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Trong chuyện tình cảm, vợ chồng bạn ngày một hòa hợp hơn, bạn biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên sẵn sàng bao dung cho những lỗi lầm nhỏ của người ấy. Hai người cũng thường xuyên trao đổi với nhau các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên, dưới tác động của hung tinh, bản mệnh cần cẩn thận hơn khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, sử dụng các đồ vật sắc nhọn, tránh để xảy ra những tai nạn bất ngờ, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, phải tốn tiền thuốc men để chạy chữa. Nếu phải xuất hành đi xa trong khoảng thời gian này, bạn cũng nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết,
tránh lái xe đường dài khi mệt mỏi, xuất hành theo hướng tốt vào giờ hoàng đạo. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 là thời điểm người tuổi Kỷ Mùi có thể ăn nên làm ra, đôi khi bản mệnh phải cạnh tranh với đối thủ. Song nhờ nắm rõ lợi thế của mình mà bạn không cần quá vất vả, vẫn thu lợi đều đều về trong túi. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể bắt được cảm xúc tiến hành kế hoạch của mình đặt ra từ trước, tuy có thể bạn chưa nhận được lợi nhuận ngay lập tức, nhưng tương lai thì rất đáng mong chờ, có thể bạn mở rộng mạng lưới đầu tư, kinh doanh của mình, nhưng lợi nhuận chưa chắc đã thu được nhanh chóng như bạn nghĩ. Hãy cứ bình tĩnh chậm mà chắc, chỉ cần bây giờ bạn bỏ công, bỏ sức ra làm việc thì tương lai ắt gặt hái được thành quả như mong muốn. Phương diện tình duyên có các tinh chiếu mệnh, người độc thân sẽ nhận được lời bày tỏ của người khác phái. Dù bất ngờ hay chưa có tình cảm với đối phương, bạn cũng đừng từ chối vội, hãy cho đôi bên cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn về nhau. Tình hình sức khỏe tháng này của tuổi Kỷ Mùi cũng giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên bị đau đầu, stress, mất ngủ, ăn uống kém ngon, lâu dài có thể bị sụt cân, nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc với người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Bằng khả năng quan sát tinh tế của mình mà con giáp này có thể nhanh chóng hóa giải các vấn đề, gây ấn tượng trong mắt ban lãnh đạo, bạn thậm chí có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tài lộc cũng có dấu hiệu cải thiện, nhất là với những người làm nghề tay trái, bạn biết giữ chữ tín, lại thêm tính làm việc cẩn thận, chăm chỉ nên khách hàng hài lòng muốn ký kết hợp đồng, hợp tác dài lâu. Những vấn đề này có thể khắc phục bằng cách cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc, bồi bổ cơ thể, sinh hoạt lành mạnh. Bạn cũng nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc với người nhà, bạn bè thân thiết để được giải tỏa tâm lý. Xem phi tinh tháng, sao nhị hắc chủ ốm đau, bệnh tật bay vào hướng đông bắc, tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, có thể gây ra các ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, bạn nên chú ý dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng và thường xuyên. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Con đường sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi không quá bằng phẳng ở thời điểm này, bạn không chiếm được ưu thế, nên dễ bị giành trước các cơ hội, khuyên con giáp này nên tập trung vào nhiệm vụ, có thời gian thì bồi dưỡng năng lực của bản thân. Đã vậy, nội bộ lại xảy ra nhiều xung đột, tranh quyền, đoạt lợi khiến tinh thần bất ổn, tuy không ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khiến mệnh chủ cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới nên cân nhắc kỹ càng trước khi hành động, kẻo hối hận không kịp. So với thời gian trước, thời điểm này thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh vì một vài nguồn thu bị sụt giảm. Dù con giáp này có ôm đồm nhiều việc cùng lúc để mong có khoản nọ, bù khoản kia, nhưng hiệu quả không cao, thu nhập không tăng, mà áp lực tinh thần thì ngày càng nặng nề. Vợ chồng bạn thời điểm này có mâu thuẫn nhưng không quá nghiêm trọng, thậm chí trải qua những lần thế này, hai người lại càng thấy hiểu và bao dung hơn cho nhau, anh em trong nhà cũng có thể xảy ra tranh chấp, nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 mở ra nhiều cơ hội phát triển đối với người tuổi Kỷ Mùi, bạn tìm thấy được người có đồng chí hướng, đôi bên có nhiều ý tưởng trùng hợp, nhờ vậy mà hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, nhiều khúc mắc cũng sẽ được giải quyết gọn gàng vào thời điểm này. Tình hình tài chính cũng có nhiều khởi sắc khi người làm công ăn lương nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Người làm đầu tư, kinh doanh dần thu về một khoản lời lãi vượt dự tính ban đầu, bạn có thể đặt ra những mục tiêu phấn đấu tham vọng hơn cho mình. Tình hình sức khỏe nhìn chung là tốt trong tháng này, người tuổi Kỷ Mùi nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học, cân bằng dinh dưỡng. Có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống, tiến được những bước cao hơn và xa hơn. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng này của người tuổi Kỷ Mùi không quá thuận buồm xuôi gió, vì thế mà bạn chớ nghĩ đến phương diện đầu tư mạo hiểm nếu tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Bạn có thể thu về một khoản dư giả, không nên tham những đồng tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh như bị cuốn vào một guồng quay chuyển động liên tục, khó mà ngồi yên một chỗ, dù thường ngày bạn có tâm lý an toàn và ổn định thì cũng sẽ bị thúc đẩy vận trình để liên tục tiến về phía trước và buộc phải hành động. Hiệu suất công việc trong tháng không được lý tưởng, khối lượng tăng lên, sức cạnh tranh lớn, ngoài những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, hợp tác trục trặc, bản mệnh còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Song được các tinh thái dương che chở, dù gặp phải trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải, đạt được thành quả xứng đáng. Ngược lại, phương diện tình cảm khá hanh thông, nếu đã có người mình thầm thương mến, bạn nên lấy hết dũng cảm và chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình, tin rằng sự chân thành của bạn có thể khiến cho người ấy rung động.
Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng cuối cùng năm 2024, người tuổi Kỷ Mùi khá bận rộn, thế nhưng bạn càng chăm chỉ bao nhiêu, lại càng thu được thành quả đáng mừng bấy nhiêu. Con giáp này được lãnh đạo trao cho cơ hội khẳng định bản thân, nhờ đó chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn, bạn có thể phải xử lý khá nhiều đơn hàng, khiến cơ thể đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Đáng mừng là công lao của bạn đã được trả giá xứng đáng, bạn thu về khoản lời lãi vượt xa so với đối thủ. Phương diện tình cảm, nhìn chung là ổn định, dù có bận rộn tới mấy bạn cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia của mình. Quá trình trò chuyện tâm sự sẽ giúp mối quan hệ của hai người được gắn kết, bạn tìm ra được động lực hoặc phương án giải quyết các khó khăn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.